Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và trên mặt bàn của mình đang có ở đây là rất nhiều những mẫu sản phẩm khác nhau. S10 cộng này, 10S Max này, Pixel 3 và Xiaomi Mi 9 chính hãng. Thì như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua Google đã chính thức cập nhật Android Q Beta lên một vài những cái mẫu sản phẩm của họ như là Pixel này để mà chúng ta thử nghiệm. Và một trong những cái tính năng nó nổi bật nhất trên cái Android mới đó là chúng ta đã có Fully Gestural Navigator, tức là các bạn có thể điều khiển những cái cử chỉ hàng ngày hoàn toàn là những cái thao tác vuốt, thay vì là ba cái phím điều hướng cơ bản của Android ở bên trong màn hình, hay là hai cái phím điều hướng của Android như là Android 9. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề này. Thao tác vuốt trên Android Q Beta nó ngon nhưng chẳng để làm gì. Tại sao lại nói được như thế? À, và lưu ý cho các bạn một chút, đây là cái thao tác này đang sử dụng trên Android Q Beta và không nhất thiết các bạn phải mua Pixel mới có thể sử dụng được đâu. Các bạn có thể cài lên Mi 9 này, các bạn có thể cài lên Mi Mix 3 này, các bạn có thể cài lên Nokia 8.1 này, hay là một vài những sản phẩm từ Oppo, Vivo hay rất nhiều những cái thương hiệu khác nữa. Nếu các bạn có nhu cầu thì mình cũng sẽ gắn một vài những cái sản phẩm các bạn có thể mua được tại thị trường Việt Nam rất là dễ dàng tại 7S nhá. Thế thì cái đầu tiên đó là hãy nói qua về cái thao tác vuốt trên Android Q Beta mới. Có thể nói là nó giống tới tầm 90% so với cái thao tác vuốt trên iPhone. Cụ thể hơn là iPhone 10, 10S, 10S Max, 10R các thứ. Thứ nhất là các bạn sẽ có thể vuốt phím back bằng cái cách đấy là vuốt ở hai cạnh bên. Và cái thao tác này thì nó đã có từ Xiaomi từ rất lâu rồi. Đó. Vuốt này. Đó. Vuốt này. Các bạn thấy chưa? Vuốt này. Rất quen rồi đúng không? À, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái thao tác đa nhiệm. Đó, vuốt mở. Đấy, các bạn vuốt giữ để mở đa nhiệm. Và cái đa nhiệm này đấy, nó cũng tương tự như là Android 9 cái giao diện. Nó chỉ khác biệt một chút ở cái phần thao tác này mà thôi. Nếu như Android 9 thì nó sẽ có một cái nút ở đây vuốt lên. Nhưng bây giờ với cái này các bạn phải giữ thêm một tí. Đó. Thì cái thao tác vuốt đa nhiệm như vậy nó cũng đã có trên Xiaomi từ rất lâu rồi. Chỉ có điều là giao diện đa nhiệm thì nó khác. Và nó cũng giống như là trên iPhone. Tuy nhiên thì iPhone nó mượt hơn. Tại vì iPhone các bạn chỉ cần vuốt kéo lên xong. Các bạn chỉ cần vuốt kéo lên xong. Mở đa nhiệm rất nhanh. Và cái mà mình thấy thích nhất trên iOS đấy chính là cái thao tác chuyển qua chuyển lại giữa như ứng dụng đang chạy với nhau. Thì rất tuyệt vời, Android Q Beta cũng đã có cái thao tác này. Và các bạn có thể thấy là nó cũng rất mượt. Đó, vuốt cũng ngon, rất mượt các thứ. Đó. Thế nên có thể nói là xét về cái giao diện vuốt, cái cách vuốt thì Android Q Beta nó học tập tới tầm khoảng 90% so với là iOS. Chỉ có điều là nó vẫn chưa thực sự ngon bằng ở những cái thao tác ví dụ như đa nhiệm. Đây, đa nhiệm. Đa nhiệm iPhone chỉ cần vuốt giữ là xong. Này vẫn phải giữ thêm một tí. Vuốt giữ một tí. Đó. Vuốt giữ một tí. Đó, các bạn thấy khác biệt chưa? Ok, thế thì tại sao mình lại nói là cái thao tác vuốt trên Android nó không để làm gì nhiều? Tại vì nó là bản chất của hai hệ điều hành. Ví dụ trên iOS khi mà chúng ta xem video hay xem một cái ảnh gì đó trên Facebook chẳng hạn, các bạn có thể vuốt sang để mà chúng ta có thể thoát đi. Đó. Trong khi đó với Android thì vuốt sang như này các bạn không hề có bất cứ một cái phản hồi nào cả. Và lúc này muốn back ra thì các bạn phải vuốt từ cạnh. Và nói chung lúc này các bạn như kiểu là chúng ta sử dụng một cái phím back mà thôi. Trong khi đó với iOS thì nó không hề có một cái phím back từ trước cho đến nay. Nó là bản chất của hai hệ điều hành khác nhau rồi. Thế nên các bạn có thể vuốt từ ngoài vào, các bạn có thể vuốt từ giữa chúng ta vẫn back được ra, hay các bạn có thể vuốt ở trong này chúng ta vẫn có thể thoát được ra ngoài để mà chúng ta theo dõi những cái content khác. Nó tiện hơn rất nhiều và cái thao tác sử dụng của các bạn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng hàng ngày ấy, nó ngon hơn rất nhiều. Bây giờ những cái thao tác vuốt để thoát như vậy ấy, thì Android Q cũng đã thực sự rất là mượt mà rồi. Thế nhưng mà những cái thao tác sử dụng hàng ngày và hàng ngày ấy, thì do cái việc tối ưu của hệ điều hành iOS nó tốt hơn hoàn toàn so với cái cách tối ưu ứng dụng của Android cũng như là cái cách cử chỉ ấy, thì Android từ trước giờ nó luôn luôn là cái phím back. Và bây giờ phải làm sao để mà không sử dụng cái phím back nữa, và các bạn phải back ở bất cứ một cái điểm nào trên màn hình, thì những ứng dụng đến từ Android vẫn chưa làm được. Và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể cập nhật được những cái giao diện như vậy, những cái cách sử dụng như vậy để mà phục vụ cho cái nhu cầu hàng ngày một cách tốt hơn. Bây giờ Android Q nó có cập nhật những cái thao tác vuốt này nọ thì nó cũng chẳng để làm gì, bởi vì Android nó luôn luôn là những thứ gì đó tùy biến. Các bạn có thể thấy là Samsung tùy biến một kiểu, MIUI của Xiaomi tùy biến một kiểu, và nó không hề giống nhau. Ví dụ như là với MIUI các bạn có thể vuốt back từ cạnh bên, các bạn có thể vuốt back từ cạnh bên tương tự như là Google Pixel. Nhưng với Samsung thì khác, họ vuốt back từ bên phải. Nói chung là chúng ta vẫn nhớ cái vị trí đây là back này, đây là home này, rồi đây là đa nhiệm. Chỉ như vậy mà thôi. Các bạn vẫn nhớ cái vị trí như vậy và chúng ta vuốt. Hay là rất nhiều những cái hãng sản xuất khác nhau thì nó lại có những cái thao tác khác nhau. Thế nên cái thao tác của Android Q như vậy nó sẽ chỉ phục vụ đến cho những sản phẩm chạy thuần Google, hoặc là có thể sắp tới là chạy Android One.
nó cũng sẽ phục vụ được một phần cho nhu cầu khách hàng của thị trường Việt Nam, nhưng mà mình biết là hầu như mọi người đều thích những cái giao diện tùy biến, và đã tùy biến như là Xiaomi, như là Samsung, như là Huawei thì chắc chắn họ đã có những thao tác của riêng họ rồi. Thế nên Google cập nhật cái tính năng này mà lại không bán Google Pixel ở Việt Nam nên mình đánh giá là nó cũng chẳng để làm gì nhiều. Và cái suy nghĩ cuối cùng của mình đó là đây, cho dù là full gesture rồi nhưng mà kiểu gì nó vẫn mất có một khoảng ở phía bên dưới màn hình như này. Không biết các bạn thấy sao nhưng mình cảm thấy nó khá là vướng mắt và khó chịu. iOS không có, Samsung thì vẫn có một tí, hay là cái này là MIUI không hề có. Đằng nào thì cũng vuốt rồi thì bỏ luôn cái này đi. Tự nhiên cho cái này vào mình cứ thấy nó sao sao các bạn ạ. Không quen, nhưng mà mình không thích cái vấn đề này. Nói chung thì với việc hỗ trợ những cái thao tác vuốt full gesture trên Android Q beta, và cụ thể hơn là mình test trên chiếc Google Pixel 3, nó đã mang đến cho những người sử dụng Android thuần gốc những cái trải nghiệm rất là mới mẻ. Nhưng mới mẻ với Android mà thôi, chứ còn iOS thì họ đã có từ 8 đời rồi. Đây là một cái nỗ lực và mình tiếp nhận cái nỗ lực này đến từ nhà Google. Thế nhưng với bản thân mình đánh giá thì nó cũng không hẳn để làm cái gì cả. Và các bạn nghĩ sao về Android Q beta, về cái thao tác vuốt hoàn toàn trên phiên bản mới này của Android, của Google? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, và đừng quên là nếu như muốn cài Android Q beta để trải nghiệm cho một vài những sản phẩm được bán rộng rãi tại Việt Nam như là Mi 9 này, Nokia 8.1 thì các bạn cũng có thể tham khảo mức giá rất tốt của nó tại 7net nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!